Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip của Hùng Huyền Đông Anh. Hùng Huyền Đông Anh xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những mặt hàng mới về tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh ngày 9 tháng 4 năm 2021. Vâng, trước hết là những cặp loa Bose 301 Serie 2 vỏ thùng màu vàng. Tiếp theo là cặp loa Pioneer 99 màng FB. Vâng, phía trên cặp loa 99 là hai chiếc âm ly Luckman 505X. Vâng, đây là model âm ly rẻ tiền của hãng Luckman, có mức giá từ trên 10 triệu một chút thôi ạ. Và bên cạnh là những chiếc âm ly đàn ông PMA 2000 và 2000 AE. Model này ghép rất hay với những dòng loa Bose. Vâng, loa nằm hay loa treo của Bose khi gặp âm ly đàn ông 2000 là cho chất âm rất hay. Phía bên cạnh là những chiếc âm ly Sansui có model là 607XTRA và LXTRA. Và cặp loa cuối cùng về trong ngày hôm nay là cặp loa Pioneer có model là 77A. Vâng, màng FB đẹp xuất sắc. Những mặt hàng về trong ngày hôm nay đều là những mặt hàng đẹp xuất sắc, được tuyển chọn kỹ càng. Nếu quý vị quan tâm thì xin mời đến với Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh, điện thoại 0984 285 477. Hùng Huyền Đông Anh rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn. Chuyện đã qua.